Tần Thủy Hoàng tôi. Tập 1. Bộ phim truyền hình Trung Quốc Tần Thủy Hoàng. Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Kinh đô Tây An, Tần Thủy Hoàng nhấp chính từ năm 13 tuổi. Trải qua 10 năm chinh chiến, đã thống nhất được 6 nước thành một. Khai minh ra nhà Tần vĩ đại. Sau hơn 36 năm cầm quyền, Tần Thủy Hoàng đã qua đời ở tuổi 49. Lăng mộ của ngài thật là uy nghi, bề thế và có 102 trên toàn thế giới. Việc khai mộ của ngài đã làm choáng váng các nhà lịch sử, khảo cổ học cũng như chính quyền Bắc Kinh. Tần Thủy Hoàng đã chôn hàng vạn những người lính đất Nung ở mọi tư thế, ở hàng mép ngoài. Còn lăng mộ bên trong vẫn là một điều bí ẩn. Kinh đô Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc, nằm bên cạnh dòng sông Hoàng Hà ở phía Bắc, hết sức là trùng trùng điệp điệp với cần núi non hết sức hiểm trở. Đây có thể là vị vua vĩ đại nhất trong những vị vua, và kinh đô Tây An trở thành điểm nhấn về văn hóa, du lịch, lịch sử và thu ngoại tệ cho địa phương, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây cũng như đất nước Trung Quốc.